Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Kim ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi cho em. Yên Lạc đấy, gửi cho em mấy hôm rồi, em chưa làm em chưa làm được. À, từ 2 tháng 3 năm 2022 này. Đấy, số điện thoại 0981393392, đồng hồ cũ hỏng gửi cho em đây. Minh Quốc Tuấn 0977362814. Nhiều bác thắc mắc là tại sao em phải che cái này đi, đúng không? Em bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng thôi, chứ không có ý gì cả. Đó, không có ý gì cả đâu các bác nhé. Đó. Em, bây giờ thông tin cá nhân rất là quan trọng, nên là mình phải bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Đó. Thì đây trong này bác cũng ghi một tờ giấy. Mặt trước thì bác ghi em nhờ anh sửa hộ em đồng hồ 18 năm rồi. Ồ, cái đồng hồ này 18 năm rồi các bác ạ. Không dùng đến, nó không chạy. Này. Một, thay mặt kính vát cạnh. Chết rồi, mặt kính vát cạnh thì em hết mất rồi. Hết mất rồi. Đấy, em sẽ hỏi lại bác xem bác có thay không. Nếu thay thì em sẽ thay cho bác mặt kính phẳng. À, theo em thì mặt kính phẳng thì tốt hơn. Nó cứng hơn mà nó không xước nhiều hơn. Thứ hai, thay núm vặn. Núm vặn chắc là cái núm này. Núm này. Núm vặn này thì vẫn vặn được cái thôi. Rồi em sẽ vệ sinh cho bác ấy. À, có cái núm bơm này, núm bơm này chắc phải thay này các bác này. Núm bơm này nó bị rỉ hết rồi. Đó, núm bơm thôi, chắc là bác bảo núm bơm thôi. Thứ ba, vệ sinh và bảo dưỡng đồng hồ, tức là lau dầu đấy. Thứ tư là thay dây da xịn này, dây xịn này. Đó, cái dây này của nó đây, các bác nhìn đây. Cái dây này của nó đây. Dây này thực ra nó xin thưa với các bác, dây này là dây đồng hồ điện tử nhá. Tại sao em nhìn em biết này, các bác nhìn thấy này. Nó thứ nhất là nó mỏng này. Thứ hai này nó sộc sạch như này. Đồng hồ này dây điện đồng hồ điện tử các bác ạ. Đó, em nhìn em biết mà. Đó, mà thậm chí đây là dây Citizen, dây của đồng hồ điện tử. Đấy, không biết là trước này ai thay cho bác thì em không biết. Đó, thứ tư là thay kim. Đấy, 5 cái bác yêu cầu nha. Thì em sẽ hỏi bác cái kính vát đã. Tại vì kính vát không còn được. Bây giờ ít người thay kính vát đó. Kính vát đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra để kiểm tra chứ đã. Đồng hồ này 18 năm rồi các bác ạ. Tuổi của nó khá là cao đúng không? Rồi em sẽ tháo luôn bên cạnh này nhá. Em tháo luôn bên cạnh này. Hai cái chốt này chắc chắn là sẽ hỏng rồi, phải thay rồi. Đó. Rồi những cái thay chốt trước này thì em sẽ kỷ niệm bác luôn. Không có nói nhiều. Đó. Cái này tháo ra thì coi như là hỏng rồi mà. Cái chốt này em biết. 18 năm nay rồi đúng không? Đó. Nên là những cái này thì bỏ thôi. Đó, rồi em sẽ chắc chắn là con này phải chống nước lại nhá bác. Bác Kim nhá. Những con đồng hồ này thì bác ấy chưa ghi để chống nước đâu, nhưng mà em chắc chắn một điều là con này phải chống nước rồi. Con này tháo rất nhẹ ra rồi. Đó. Rồi. Em sẽ tháo ra kiểm tra đồng hồ này. Đấy, những cái đồng hồ này răng riếc này hỏng hết rồi này. Những cái này bác không bảo em cũng phải làm. Đấy. Rồi em sẽ tháo tiếp ra. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục, em sẽ bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo này nhé, số điện thoại này chính là Zalo của em đấy. Đó, thì em sẽ tư vấn bắt bệnh báo giá cho các bác. Đó. À, các bác nhìn thấy rất là bẩn đây này. Đó, em sẽ zoom lại gần cho các bác nhìn nhé, và bác ấy cũng nhìn thấy, bác Kim cũng nhìn thấy luôn, đúng không? Em làm là em quay trực tiếp luôn chứ em không có dựng cảnh phối cảnh như các những người khác. Đó, em không có cắt ghép nhất gì cả. Đó. Rồi em sẽ xoay nhé, các bác nhìn xem cái chấm này nó quay ấy, thì nó tức là tự động nó vẫn lên được cả. À các bác thấy tự động nó vẫn lên này, ok này, đúng không? Tự động vẫn lên này. Em sẽ quay nhanh nhỉ để kiểm tra cái tự động này. À, chấm đen của em lại xuất hiện tiếp này, tức là tự động này không bị hỏng nhá, không bị hỏng luôn. Đó, rồi bây giờ em sẽ lên code xem đồng hồ này có chạy không. Đó, wow, các bác thấy là 18 năm rồi nhé các bác nhé, 18 năm rồi. Đó, em lên code rồi, cái các bác thấy làm sao? Nó vẫn chạy bình thường nhé bác Kim nhé, chúc mừng bác nhé. Chúc mừng bác là cái đồng hồ của bác không bị làm sao cả. Đó, em nhìn qua là em biết. Rồi, con này chắc chắn là phải chống nước rồi. Đó, đây này, cái này dỉ hết rồi này các bác này. Đấy, dỉ hết rồi. Và cái, đây, cái núm bơm của nó cũng hỏng hết rồi các bác này. Đấy, cái này em làm khá mất nhiều công đấy. Đó. À, rồi bây giờ em sẽ test thử nhá. Sẽ thử em sẽ xoay xem là lịch nó có nhảy không nhá. À, để kiểm tra luôn cho bác ấy. À, một phát lên nhảy đây. Một, hai, à, lịch không làm sao. Chúc mừng bác.
Cái này chắc chắn là bị nước vào nhé. Cái kinh nghiệm của em biết lịch nước vào nên là nó gây ra hiện tượng chóc 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 mặt số này. Chóc mặt số này. Đấy, đây là do nước vào. Con này đấy các bác nhìn thấy 18 năm nay này, tháo ra này, em tháo ra lên cót cái chạy luôn này. Kinh khủng chưa? Quá bền, quá cối luôn đúng không? Đúng là đồ nồi bền đá. Đấy, lịch vẫn nhảy bình thường nhé. Đó, rất là tuyệt vời. Đồng hồ này của bác này 18 năm nay rồi, lên cót phát là chạy ầm ầm. Đó. Rồi em sẽ lên lấy cái lịch này. Đó. Chân chuẩn đấy, lịch bơm vẫn ok nhé. Ui giời à. Chúc mừng bác nhé. Là đồng hồ của bác không hỏng nặng tí nào cả. Rất là ngon lành. Ok, hôm nay là mùng 5 này. Đó. Đó, rất là ok này. À, bây giờ lên cót này chắc chắn là để theo dõi đến sáng mai. Cái này em phải theo dõi sáng mai đấy nhá. Xong bắt đầu mới tháo ra lau dầu đó. Đấy, cho nó chạy ổn định. Đó. Đấy là cái đồng hồ của bác Kim. Rất ngon lành này, các bác thấy không? Con này chắc chắn là em khẳng định là con này bị nước vào. Nó gây ra hiện tượng chết máy. Đó. Chết máy mà thôi. Tức là con này bị nhẹ, không nặng. Quan trọng là vệ sinh thôi. Đó. Bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo này nhé. Em sẽ tư vấn bắt bệnh báo giá cho các bác. Các bác cảm thấy giá cả hợp lý thì các bác sẽ gửi cho em. Em sẽ hướng dẫn các bác tiếp. Cước gửi rất là rẻ đúng không? Rồi chào các bác.